Hello, trong cái bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về biến trong JavaScript nhé. Biến nó là một cái khái niệm mà các bạn học bất kỳ một ngôn lập trình nào các bạn cũng sẽ cần phải trải qua nó. Thì biến ở đây nó là tên biểu tượng dùng để đại diện cho một cái giá trị, và các cái giá trị của biến thì có thể thay đổi trong chương trình. Có nghĩa là ban đầu các bạn có thể khởi tạo một cái giá trị, sau đó thì chúng ta có thể là thay đổi thông qua các cái bài toán logic. Hay là cái khác biến ở đây đó là một cái thùng chứa, nó sẽ có tên, đúng không ạ? Bên trong thùng chứa nên nó có thể chứa bất kỳ một cái gì. Ok, và lúc này chúng ta cần lấy cái gì ở trong cái thùng đấy ra thì các bạn sẽ gọi theo cái tên của cái thùng đấy. Đó, các bạn sẽ hình dung như vậy. Thì cách khai biến ở trong JavaScript thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ sử dụng cho mình cái từ khóa let, sau đó các bạn đưa đặt một cái tên nhá. Các bạn sẽ đặt một cái tên biến. Thì ngày xưa thì chúng ta dùng từ khóa var, nhưng từ khóa var bây giờ thì nó lỗi thời rồi, cho nên là các bạn không không nên sử dụng nữa. Ví dụ như là cái câu lệnh sau là các bạn khai báo một cái biến có tên là full name. Đây các bạn này, let full name chấm phẩy một cái, đúng không ạ? Bây giờ thì cái chúng ta có thể gán cái giá trị cho cái biến full name này bằng cách là sử dụng cái toán tử, là toán tử gán. Toán tử gán thì các bạn sẽ thể hiện bằng một cái dấu bằng thôi. Các bạn nhìn một ví dụ ở đây. Ban đầu mình sẽ khai báo nó là một cái biến full name, nó không có giá trị gì. Thực ra nó sẽ có một cái giá trị, đó là undefined. Thì ok, thì cái giá trị undefined này nó như nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở các cái bài học sau. Sau đó các bạn sẽ viết là full name bằng như này. Thì lúc này biến full name này đang liên kết với một cái vùng nhớ có một cái giá trị là hoàng Unicode, và lúc này chúng ta có thể truy cập đến cái vùng nhớ đó bằng cách là sử dụng cái tên biến luôn, đúng không? Ở đây các bạn thấy này, ban đầu mình sẽ gán let, đúng không, vào full name. Sau đó nhá, sorry, ban đầu mình khai báo let vào full name, sau đó mình gán full name bằng giá trị hoàng Unicode. Sau đó các bạn có thể truy cập đến full name này, các bạn lock người ta, có nghĩa là bạn truy cập đến cái hoàng anh Unicode thông qua một cái tên, đó là full name. Các bạn hiểu đơn giản như vậy. Để ngắn gọn thì các bạn có thể khai báo, sau đó các bạn sẽ gán trực tiếp luôn ở trên một dòng như này, có khai báo các bạn gán luôn chứ các bạn không cần phải nhìn nhiều dòng như này nữa. Ví dụ như các bạn để như này thì ban đầu là full name của nó thì nó sẽ là bằng undefined, đúng không ạ? Sau đó các bạn sẽ thay đổi cái giá trị của nó, full name bằng một giá trị mới, sau đó các bạn sẽ lock nó ra. Thế còn để khai báo nhiều biến thì chúng ta có thể dùng cái dấu phẩy để chúng ta ngăn cách ở trên một dòng. Các bạn lưu ý là nhiều dòng thì các bạn sẽ phải có một cái cặp, đó là ví dụ như là let full name này, let user này. Tuy nhiên là mỗi một dòng các bạn sẽ chấm phẩy một cái. Thế còn trên một dòng mà chỉ sử dụng một từ khóa let như này thì các bạn sẽ chỉ nối với nhau dấu phẩy như này thôi. Và trên thực tế thì các bạn hoàn toàn có thể, ví dụ, có thể gán trực tiếp luôn ở đây. Ví dụ ở đây mình có thể gán là username bằng bản Unicode chẳng hạn. Đó, chúng ta có thể kết hợp kiểu như vậy. Thì bây giờ mình sẽ thử triển khai bằng code để cho các bạn sẽ xem nó sẽ hoạt động như nào nhé. Ở đây mình đã chuẩn bị trước một cái file rồi. Đây, mình có một cái file như này. Đó. Ở đây mình có thêm một cái H1 nhé. Biến JavaScript chẳng hạn. Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào đây. Ví dụ nhé, các bạn có thể khai báo một cái, ví dụ như là full name. Đó, bạn khai báo full name. Ở đây bạn lock nó ra. Đấy, bạn lock ra full name như này. Rồi, lúc này các bạn nhìn thấy là nó bằng undefined, đúng không? Bây giờ các bạn có thể là gán cái giá trị cho nó, đúng không? Chúng ta sẽ gán giá trị này. Đó, chỗ này mình sẽ ghi nó là hoàng anh Unicode. Này, bạn gán cái giá trị như này. Đó, thì lúc này các bạn thấy kết quả đây, được chưa? Ngoài ngoài ra chúng ta sẽ có một cái cách khác để các bạn xử lý, đó là các bạn sẽ gán là full name bằng hoàng anh Unicode, các bạn gán trực tiếp như này. Đó, thì lúc này các bạn cũng sẽ thấy nó ra một cái kết quả như này, được chưa? Đó. Thế còn các bạn có thể gán nhiều dòng nhé. Ví dụ nhiều dòng thì các bạn sẽ làm như sau. Let, ví dụ user, đúng không? Username. Ví dụ như là customer chẳng hạn. Đó, mình giả sử như vậy. Sau đó đây các bạn có thể lock nó ra, bạn lock ba cái nhé. Đó, các bạn có thể lock ba cái trên một dòng như này luôn. Thì cái này nó là cái tính năng của cái hàm console.log thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn sẽ xem kết quả đây. Lúc này nhé, mình có thể gán một cái giá trị nào đó, ví dụ mình gán cái username này. Đó, chỗ này mình gán là Hoàng An đi. Đó. Thì các bạn thấy là cái phần format này nó tự động nó xuống dòng nhé. Rồi, ok, đây các bạn thấy như này. Được chưa? Rồi, ok, các bạn thấy là nó khá là đơn giản như vậy, đúng không ạ? Sau đây để mình hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể tự động format code ở trên cái phần mềm VS Code này nhé. Rồi, ok. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà mình thêm vào thì nó sẽ tự động nó format, đúng không? Mình sẽ thử lại cho các bạn xem này. Cái này thì mình có tắt đi rồi thì cho nên các bạn thấy nó không có, đúng không? Bây giờ nhé, các bạn sẽ làm như sau, có một cách rất là đơn giản thôi.
bạn chuột phải nhé, các bạn sẽ chọn cho mình vào format document này. Đó, các bạn thấy nó lên một cửa sổ như này. Nếu các bạn chưa thiết lập bao giờ thì nó sẽ lên tự động, nó mở lên cửa sổ như này nhé. Các bạn bấm config đi. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình cái extension mà mình đã yêu cầu các bạn cài đấy ạ. Đây, chúng ta sẽ sử dụng extension này nhé. Đó. Rồi, lúc này các bạn thấy nó tự động format cho ta. Chúng ta sẽ có thêm một cái nữa, đó là các bạn vào phần setting này. Đây, các bạn bấm vào hình bánh răng này nhé, vào setting. Sau đó bạn gõ cho mình chỗ format. Đây, các bạn gõ format này. Sau đó các bạn sẽ check vào đây. Format on save. Thì khi mà các bạn control S cái thì nó sẽ, các bạn lưu lại thì nó tự động nó format cho ta. Đó, đơn giản vậy thôi. Với các ngôn ngữ khác thì các bạn làm tương tự nhá. Ví dụ với HTML cũng vậy. Được chưa? CSS cũng thế. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến một phần tiếp theo này. Đó là cách các bạn thay đổi giá trị của một cái biến. Để các bạn có thể thay đổi được giá trị của một biến thì các bạn chỉ cần gán lại thôi. Cách đơn giản nhất là như vậy. Đúng không? Mình lấy một cái ví dụ như sau nhá. Mình có thể quay lại cái ví dụ trên này đi. Đây các bạn, ví dụ như mình khai báo như này chẳng đó. Lúc lúc này mình có thể gán lại như này. Đây, các bạn có thể để một cái giá trị như này chẳng hạn. Rồi, lúc này các bạn nhìn, các bạn refresh lại nhé. Ở đây để mình lưu lại, mình chưa lưu. Đó, đây các bạn thấy này. Có nghĩa là các bạn chỉ gán lại như này là xong, đúng không? Một cách rất là đơn giản. Hoặc là các bạn có thể gán vào một cái biến khác. Đây, mình lấy một ví dụ khác ở dưới này nhé. Ví dụ mình sẽ có một cái led này. Ví dụ ở đây mình sẽ có user. Ví dụ ở đây mình để Hoàng An, đúng không? Chúng ta sẽ có một cái là customer, chúng ta sẽ gán customer bằng user như này, được chưa? Đó, sau đó mình lock customer ra, lock cả hai cái ra nhé. Rồi, đây các bạn thấy kết quả đấy. Rồi, mình sẽ chia sẻ với bạn một số những cái quy tắc đặt tên biến ở trong JavaScript. Thì cái quy tắc thì này thì đầu đầu tiên mình sẽ chia sẻ với bạn, đó là nó sẽ được phép làm gì, được phép đặt những cái tên như nào. Sau đó chúng ta sẽ nói về cái các cái chuẩn nhé. Ok. Thì quy tắc đặt tên biến trong JavaScript như sau. Thứ nhất là chúng ta bắt đầu một chữ cái hoặc dấu cái dưới, hoặc là ký tự đô la. Có nghĩa là trong biến trong JavaScript thì chấp nhận cả ký tự đô la. Sau cái tự đầu tiên thì ngoài các ký tự trên thì các bạn có thể thêm sử dụng thêm số. Chúng ta sẽ không sử dụng các cái từ khóa của JavaScript và những cái từ dự trữ. Từ dự trữ các bạn hiểu một cách đơn giản, đó là những cái từ đã được đặt trước thì các bạn có thể search cái từ khóa như này. Đây, mình thử nhé. Những cái từ này có nghĩa là tương lai nó sẽ sử dụng. Thì các bạn hiểu đơn giản là những cái từ được dùng là từ khóa cho phiên bản sau JavaScript, chúng ta sẽ không thể sử dụng những cái từ khóa này. Ở đây các bạn thấy này, mình có liệt kê danh sách các từ ra đây thì các bạn sẽ tránh nó đi nhé. Nói chung là những cái từ này các bạn sẽ tránh nó đi giúp mình. Cái phần này là do cái tài liệu của mình nó bị mít thôi. Sau đó mình sẽ update lại cái tài liệu này nhé. Đó. Đó là mình sẽ có danh sách những cái từ đấy thì các bạn sẽ không đặt được, hoặc những cái từ khóa đã có sẵn thì chúng ta cũng sẽ không không sử dụng được, đúng không? Chúng ta không để nó đặt tên biến là led được. Đây, mình thử cho bạn xem nhé. Đấy, các bạn thấy lỗi này. Đó, các bạn thấy nó không được, đúng không? Đấy, các bạn sẽ hình dung như vậy. Hay là mình nói là hay là mình hay nói là những cái từ đặc biệt đấy. Ở đây là một ví dụ những cái tên biến hợp lệ nhé. Đây, các bạn có thể xem. Đấy, những tên biến này đều là hợp lệ hết các bạn nhé. Theo bên dưới này là những cái tên không hợp lệ này. Đây, tại vì nó có phần trăm này, bắt đầu số này, sử dụng từ khóa null, đúng không? Chúng ta sẽ có một số lưu ý. Đó là tên biến trong JavaScript nó sẽ phân biệt giữa hoa chữ thường nhé. Ví dụ chúng ta có hai biến là language và language, viết hoa như này, hai biến khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng chữ cái không phải là chữ cái Latin để chúng ta đặt tên biến. Được chưa? Nhưng mà các bạn không nên sử dụng như vậy nhé. Các bạn chỉ nên sử dụng các cái ký tự Latin cho làm cho chữ cái Latin từ A đến Z để đặt tên biến. Tốt nhất là các bạn đặt theo chuẩn tiếng Anh. Để nói chung là khi các bạn đi làm thì các bạn sẽ phải đặt theo chuẩn. Sau này các bạn học sâu lên thì các bạn sẽ tìm hiểu một số những khái niệm nó gọi là coding convention. Ở đây chúng ta sẽ có một số những cái chuẩn hóa. Về cơ bản thì các bạn được đặt tên tùy ý, miễn sao là các bạn hiểu được và nó không không phải gặp lỗi. Được chưa? Tuy nhiên là các bạn khi đi làm như mình nói lúc lúc nãy rồi, khi đi làm thì các bạn nên đặt theo chuẩn. Mục đích là để nói chung là bạn hoặc là đồng nghiệp có thể dễ đọc code, dễ dàng hiểu mục đích của tên biến. Hay nói mình nói hết là tên biến các bạn đặt nó phải tường minh ấy. Đúng không ạ? Ví dụ như lưu tên nó là name này, lưu tuổi thì là s này, địa chỉ là address, đó, vân vân. Có nhiều trường hợp thì dùng một từ không thể hiện được ý nghĩa của biến, chúng ta có thể dùng nhiều từ, đúng không total student, đúng không, number of motorbike.
Ok thì các bạn thấy đây, ở cái ví dụ trên thì mình có viết hoa chữ cái đầu tiên của các cái từ phía sau, nói chung là từ cái từ thứ hai trở đi. Điều này giúp việc đọc tên biến một cách dễ dàng hơn. Cái cách đặt tên biến như này thì nó gọi là camel case, và trong JavaScript thì thường là sẽ sử dụng cái cách đặt tên như này. Ngoài cách trên thì chúng ta có thể sử dụng một số những cái cách khác, ví dụ snake case thì các bạn sẽ gạch dưới. Rồi, mình thấy một cái ví dụ đây, total student đúng không? Nằm ở motorbike. Ngoài ra chúng ta sẽ có một số cách đặt tên khác như là pascal cây, content cây. Đó, các bạn thấy nó rất là nhiều. Chúng ta có thể dùng một cách bất kỳ, miễn miễn sao đặt tên biến dễ nhìn và chúng ta phải thống nhất, chứ không phải là trên một kiểu dưới một kiểu. Đó thì các bạn sẽ lưu ý cho mình. Đấy, như mình nói luôn luôn ở trên rồi đúng không? Trong JavaScript thì đa số là đặt theo kiểu camel cây, cho nên là các bạn sẽ thống nhất cho mình cái cách đặt tên như vậy nhé. Tất nhiên là trên thực tế các bạn sẽ vào trong dự án, hay mỗi dự án thì là chúng ta sẽ có những quy ước nhất định. Cái này sau đi làm thì các bạn cứ thống nhất thôi. Một số lỗi với biến trong JavaScript, nó là khai báo biến nhiều lần chẳng hạn. Các bạn lưu ý là các bạn chỉ được khai báo một lần thôi nhé. Nếu các bạn khai báo nhiều lần thì sẽ gây ra lỗi. Mình thử cho bạn xem nhé. Let A bằng 10, let B bằng 20. Đó, bạn thấy như này nó sẽ lỗi này. Ok, còn trường hợp này các bạn thấy nó là, sorry, cái tên biến của mình nó đang khác nhau. Rồi các bạn thấy nó lỗi, nó thành lỗi cú pháp luôn đấy nhé. Rồi, tiếp theo đó là chúng ta gán giá trị cho biến trước khi khai báo. Trên thực tế điều này thì nó vẫn đúng nhé. Tuy nhiên nó chỉ đúng ở trong một cái chế độ là chế độ bình thường thôi. Ví dụ nhé, A bằng 10, let A như này. Ở đây các bạn thấy, sorry, cái phần này mình không có khai báo, mình log A thôi. Các bạn thấy nó vẫn hoạt động đúng không? Tuy nhiên là mình đã chia sẻ với bạn về cái check mode rồi. Các bạn thêm check mode, check vào thì nó sẽ bị lỗi. Mình thêm vào đây các bạn nhìn thấy nó lỗi nhé. Rồi, cho này là các bạn khai báo trước nhé. Sau đó các bạn muốn làm gì thì làm. Ok, tổng kết lại như sau nhé. Rồi. Thứ nhất là biến đó là tên biểu tượng rồi để đại diện cho một giá trị. Và cái giá trị đấy có thể thay đổi trong chương trình. Để khai báo biến chúng ta dùng từ khóa let. Đúng không ạ? Một cú pháp mà mình đã chia sẻ. Chúng ta có thể thay đổi giá trị của biến bằng cách là gán gán lại giá trị, hoặc là gán bằng giá trị của biến khác. Quy tắc đặt tên biến. Đây, các quy tắc đặt tên biến bắt đầu với chữ cái dấu gạch dưới ký tự đô la. Sau ký tự đầu tiên, thì ngoài các tự, tức là ngoài những ký tự mà đã liệt kê ở trên ấy, thì chúng ta có thể sử dụng thêm số đúng không? Chúng ta không sử dụng các cái từ khóa và các từ dự trữ, có nghĩa là những cái từ đã được đặt trước. Tên biến thì phân biệt chữ A chữ thường, chúng ta nên đặt tên biến dễ nhìn, dễ đọc và chúng ta thống nhất theo một cái chuẩn chuẩn chung. Ok, tổng kết lại cái phần biến như vậy thì các bạn sẽ nắm được để chúng ta có thể học tốt ở những phần sau. Cảm ơn các bạn nhé.